Vâng, gửi lời chào từ các bác làm vườn nhé. Hôm nay thì nhà em lại mới về một cái dòng kéo cao cấp, một cái mẫu kéo mà lâu lắm rồi, hôm nay bên cơ sở em lại có. Thì đây nó là cái dòng kéo sư tử. Thì hôm nay giới thiệu tới các bác một bộ luôn, để các bác tiện trong cái công việc làm cây. Đây là cái bộ kéo hàng Đài Loan nhập khẩu cao cấp nha các bác nhé. Đấy thì cái kéo này thì cái thương hiệu từ trước đến nay bọn em gọi là cái mẫu kéo sư tử dòng 21cm. Một cái dòng kéo Đài Loan cao cấp, rất chi là nhẹ nhàng, sử dụng dễ. Đấy thì em sẽ chi tiết về một chiếc đầu tiên để cho các bác được nhìn. Thì đây nó là cây cắt nhé, cây cắt của cái hàng Đài Loan. Đấy, đây là hàng Đài Loan nhập khẩu này các bác nhé. Hàng này cực kỳ là cao cấp, dùng cắt nhẹ nhàng. Đối với các bác mà đã sử dụng cái mẫu này thì chắc chắn bác nào cũng biết, sử dụng rất chi là dễ và thích. Và bên cơ sở em là bên cơ sở chuyên cung cấp tất cả những cái dụng cụ làm bonsai, làm cây cảnh. Thì đây đang là một cái mẫu kéo mà đang được các bác nhà mình ưa chuộng nhất. Đấy, các bác rất ưa dùng cái dòng này nhé. Cắt nhẹ lắm, các bác cứ thử thực tế xem. Đấy, và khi các bác mà muốn đặt cái sản phẩm này, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869 054 295 và số điện thoại 0975 531 602. Đấy là hai số điện thoại chính để em tư vấn và cũng như là cung cấp tới các bác cái mẫu mới này nhé. Xin lỗi các bác, đây không phải là mẫu mới mà là cái mẫu rất chi là lâu rồi, hôm nay lại có. Đấy. Cái dòng này thì đợt trước em có một ngày thì được các bác ủng hộ rất chi là nhiều, các bác làm cây chuyên môn. Đấy. Thì đi cùng với bộ này thì sẽ có cái cây tỉa dăm cùng một bộ nhé, hàng Đài Loan. Hàng Đài Loan nhập khẩu hết ở hai cái cây này. Thì với cái mẫu kéo này thì bên cơ sở em đang nhận ship trên toàn quốc. Đấy, các bác ở đâu khi đang cần tới cái mẫu này thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em. Liên hệ trực tiếp là nhanh nhất nha các bác nhé. Đấy. Với cái kéo này thì nó có lò xo thay thế đấy nha các bác nhé. Có lò xo thay thế đấy, nên các bác yên tâm. Lúc nào cũng có lò xo để các bác thay thế cái mẫu này. Cái mẫu này chất thép của nó rất chi là ok nhé. Nó là hàng Đài Loan nhập khẩu luôn đấy các bác nhé, không phải hàng Trung Quốc đâu, ở cái mẫu này. Và đây là cây tỉa dăm hàng Đài Loan, cán trắng đỏ. Ở đây là một bộ nha các bác nhé. Với cái bộ này thì giá cả của nó rất chi là hợp lý. Đấy, các bác có thể sử dụng cái bộ này. Đây là cây tỉa dăm Đài Loan, hàng mà được các bác ưa chuộng nhất. Đấy, là cái mẫu này. Thì cái mẫu này đi cùng nó sẽ là một bộ như thế này nha các bác nhé. Là bên cơ sở em đang gửi tới các bác là giá 300.000 đồng, giá sẽ miễn phí ship. Đây các bác này, một bộ này 300.000. Cái bộ này dùng cực thích luôn. Đấy, bác nào mà đã sử dụng rồi thì chắc chắn là các bác biết. Chất thép của nó rất chi là ok nhá, nhẹ nhàng. Cái kéo bấm này tuy nó nhỏ như này nhưng các bác bấm cả cánh to cũng được nhá, nó rất chi là sắc bén. Ở cái dòng kéo Đài Loan này thì hôm nay bên cơ sở em này rất chi là nhiều để phục vụ các bác. Đấy, các bác trên mọi miền Tổ quốc khi xem được video này của em đang cần một bộ cắt tỉa. Đấy, thay vì các bác dùng những cái bộ đồ xịn đắt tiền 1 triệu, 2 triệu hoặc 5-700 thì các bác hãy đổi sang cái bộ này nhá. Em sẽ gửi cho các bác là 300.000, giá sẽ miễn phí ship từ tận tay các bác ở cái bộ này. Cây này là hàng Đài Loan cao cấp nha các bác nhé, nên là nó không có rẻ đâu. Hàng Đài Loan cao cấp nó là cây cắt, còn kia là cây tỉa. Thay thế về vì một cây kìm đúc đắt tiền thì các bác hãy sử dụng cây này. Cắt sắc ngọt, nhẹ nhàng, vô cùng là sắc bén luôn. Hàng rất chi là chuẩn nhá, chống trượt này, chống trượt rất chi là sâu. Đấy thì cái video ngắn này em vừa chi tiết về cái đôi kìm Đài Loan này, một cây cắt, một cây tỉa. Đấy, bác nào mà quan tâm, đang cần tới cái dụng cụ làm cây, quan tâm tới nhiều dụng cụ của bên cơ sở em, đấy thì các bác đừng quên ấn vào nút đỏ, nút đăng ký kênh nhé, để đón tiếp theo những video của bên cơ sở em về tất cả những cái dụng cụ làm cây, làm vườn. Đấy thì em xin kết thúc cái video ngắn ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Chào các bác nhé.